Cây này nó vô công nha bạn. Hôm nay mình bán hai cây, một cây kia nó cao, cây này nó cao hơn cây kia nữa. Hai cây nó khá giống nhau nhưng mà cây này nó nhìn nó, cây kia thì nu dữ dội luôn. Cây nó nu, cái tần suất nu nó nhiều hơn cây này. Cây này nu cũng dữ dằn luôn bạn, mà nó cao ghê hồn luôn. Để mình quay xa nha bạn. Cái cụm chỗ này chắc khoảng 30 nữa bạn. Trời ơi, nó cao 72. Nó cao 72 mấy bạn. Nhìn so với chai nước ở nhà nó cao dữ lắm, mình quay cự ly xa đó. Cây này nu mặt hỉ nó cũng lộ rõ nè, mình thấy nu ghê hồn luôn. Cái này cái bát đế nó cứng hơn cây kia. Nó có cây tử đẹp hơn cây kia. Cây này nhìn nó đẹp hơn, nhưng mà cây kia thì nu nó đẹp hơn nha các bạn. Cây mình quay trong cái clip kia, hai cây. Hai cây công nhận cây này nhìn nó hay hay. Có cây tử, cây kia nhìn nó cũng hay, nhưng cây kia nếu mà phát cây lùng, cây kia nó cao có 50 rồi đó, mình đó luôn. Cây này nó cao tới 72 luôn. Hai cây nó cũng khá giống nhau, có cái tử ở dưới nó cũng chèn lên cái ngọn khá giống nhau, nhưng mà cây kia nu dữ hơn. Cây này thì cục nu nó bự hơn. Mình quay gần lại cho bạn coi. Xà quá. Đó. Nu vậy, nu một khỉ. Hay, nụ. Cây này mấy cái da, cái lô này nu sát góc nu lên tới ngọn nè. Ai mà phải tông cao nuôi mấy cây này nhìn hay hay. Được không? Phải được một chục cây giống vậy nuôi được cái rừng nó nhìn nó cũng hay hay. Nuôi được mình ráp lại làm cái rừng đó bạn. Y như cái clip hôm bữa mình quay á, là người ta cũng từ những cái cây đơn giống vậy nè. Người ta ráp lại rồi thời gian cái rễ này nó ra nó đan lại với nhau nó dính lại luôn. Thành cái rừng. Nuôi bồ công nha bạn. Cái này cái tông cao à. Cục này nãy mình đo 30. Nhìn chắc cây này, nhắc. Cây này nguyên cây gậy Trường Sơn nha bạn. Vậy chứ mình phái mấy cái tông cao cao này nè. Nhưng mà mấy cây này nếu mà tới chừng nó có tàn rồi gửi thì tốn phí dữ lắm. Gửi phôi thì không sao, nhưng mà tới chừng nó có tàn phải đóng thùng xốp và đóng cái kiện khá là cao. Tại nó cao quá, nó cao nhìn vậy chứ nó cao 70 nha bạn. Tại mình quay xa đó. Nãy mình để cho nước cho các bạn coi. Để cho nước lại cho các bạn coi nè, so với cái chai nước này. Cái nước này 20 rồi, so với chai nước này, thấy không? Một trời một vực luôn. Nuôi bồ công nha bạn.